Xin chào anh em đã trở lại với channel của mình, Khắc Kiên Free Tyler Football. Một tuần vừa qua thì anh em đã thi đấu như thế nào, thắng bao nhiêu trận và ghi bao nhiêu bàn thắng? Một tuần vừa qua thì mình đã trải qua một số trận đấu trong giải đấu của khu công nghiệp thuộc tỉnh Vĩnh Phúc. Thật tuyệt vời, sau mỗi tuần làm việc căng thẳng và mệt mỏi, chúng ta lại có thể xỏ giày ra sân và có thể thi đấu cùng đồng đội để thể hiện những đường bóng tuyệt vời, thể hiện niềm đam mê của mình với trái bóng, đúng không ạ? Rất là tuyệt vời. Và không lăn man thêm nữa, trở lại với chủ đề ngày hôm nay, làm thế nào chúng ta có thể sút bóng mang ngoài thật chuẩn và chính xác, hay còn gọi là cú sút chi về là bóng đang thoáng, bàn công cho Ái Văn rất hay. Như vậy là Chivela đơn giản chỉ là cú sút vẩy mang ngoài để tạo một quỹ đạo đường cong cho pha chuyền bóng hoặc cú sút. Đối với cú sút cứu lòng thì chúng ta sẽ đứng chếch về bên này từ 45 đến khoảng 90 độ. Tuy nhiên với cú sút má ngoài Chivela thì chúng ta sẽ sử dụng phần má ngoài của chân, chính vì vậy chúng ta sẽ đứng chếch ngược lại so với cú sút cứa lòng. Chúng ta sẽ đứng chếch về hôm nay. Góc của mình ưa thích đó là khoảng 45 đến 60 độ với góc sút của mình. Cách lấy đà của mình thì mình sẽ lấy đà từ 3 đến 5 bước, thường thường là 3 bước tùy theo khoảng cách sút bóng từ khung thành. Và anh em nhớ trong quá trình chạy đà thì chúng ta cần thả lỏng thân trên, hơi nghiêng người về phía chân sút này, thả lỏng thân trên. Sang bước thứ hai đó là đặt chân trụ và điểm tiếp xúc bóng. Chúng ta sẽ đặt chân trụ, bình thường có thói quen đặt chân trụ ngang trái bóng, tuy nhiên sẽ thấp hơn một chút so với trái bóng và khoảng cách hơn một găng tay một chút, bởi vì khi sút thì chân trụ và chân sút của chúng ta sẽ nằm ở một bên, chính vậy mình sẽ đặt thấp hơn một chút so với trái bóng và sẽ xa hơn một chút so với cú sút cứa lòng. Điểm tiếp xúc ở trên chân đó là phần mu ngoài của má ngoài. Từ đây chúng ta sẽ kéo tới đây, phần mu của má ngoài đó. Khi bàn chân của ta chúng ta tiếp xúc bóng, chúng ta sẽ hơi nghiêng bàn chân như thế này. Bình thường bàn chân của chúng ta sẽ thẳng như thế này, đúng không ạ? Khi tiếp xúc bóng, chúng ta sẽ hơi bẻ cổ chân như thế này. Đó, sẽ làm một động tác vẩy từ trong ra ngoài. Đó, sau đó hơi bẻ cổ chân và hơi gồng cổ chân lên một chút. Chúng ta sẽ gồng cổ chân một chút thì lực bóng sẽ tốt hơn. Và điểm tiếp xúc trên bóng ở đây đó là một điểm từ phần dưới cùng tâm của trái bóng, kéo lên một đường chéo phần má ngoài, kéo lên một đường chéo phần má ngoài của trái bóng. Anh em nhớ là sút từ tâm trái bóng, điểm thấp nhất của tâm trái bóng, kéo một đường chéo lên ở phía bên ngoài, khi đó bóng sẽ bay cao chứ không phải là làm ở đất. Đây là cú sút của người chọn chân phải phía bên này, còn chọn chân trái thì sẽ từ điểm tâm thấp nhất sút về bên này. Tiếp theo là vung chân lăng thì chúng ta sẽ vung chân từ dưới lên trên. Và khi vung thì như lúc nãy mình đã nói, chân chúng ta cần bẻ nghiêng về hướng bóng để làm sao cái phần mu này tiếp xúc với trái bóng là nhiều nhất, tăng năng lượng cho cú sút. Và chúng ta sẽ nhảy lên hoãn xung đó, dậm nhảy lên để hoãn xung, người sẽ hơi nghiêng về phía chân sút. Chúng ta sẽ dậm nhảy bằng chân sút, sau đó tiếp đất bằng chân sút trước, sau đó vươn lên chân trụ. Chúng ta sẽ tiếp đất và chân sẽ hơi chồng, chúng ta cần phải hơi chồng để bảo vệ khung gối. Cú sút má ngoài này thường được ứng dụng trong những trường hợp khi chúng ta đẩy bóng về phía chân không thuận, mà chân không thuận của chúng ta xử lý bóng không tốt, truyền không tốt hoặc sút không tốt, thì chúng ta sẽ sử dụng cú sút Chivela này, sử dụng má ngoài để thực hiện cú sút làm sao có độ xoáy thật tốt hướng tới đồng đội hoặc
tạo ra độ xoáy hướng vào khung thành. Cảm ơn anh em vừa rồi đã xem hết video của mình. Hãy để lại comment của mình ở dưới phần bình luận. Mình sẽ cố gắng chia sẻ tất cả những kinh nghiệm của mình về kỹ năng bóng đá. Và đừng quên like, share cũng như đăng ký kênh để ủng hộ mình theo dõi những video hấp dẫn tiếp theo. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.